Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Sau khi học xong lớp thạc sĩ liên tâm căn bản, thì nghe qua bài giảng về kỹ thuật truyền gan, thì em về em ứng dụng ngay là cái ngày đầu tiên sau khi mình truyền gan á, thì cái cơ thể của mình nó có một cái biểu hiện rất là lạ, là thứ nhất á, là người mình nó nóng lên, cơ thể nóng lên, mình có cảm giác là ở cái động mạch, những cái vùng động mạch ví dụ như chân và cái động mạch cảnh mình đó, nó bắt đầu nó hừng hực thì giống như là nước mà nó thâm suốt chảy gì đó, bắt đầu nó nóng lên đầu, rồi bắt đầu những cái đầu tứ chi mình nó nóng. Thì sau một cái ngày đó mình có thể là sáng hôm sau mình dậy mình cũng thấy hơi mệt mệt chút xíu, nhưng mà bắt đầu ngày thứ hai thứ ba thì mình có một cái biểu hiện tốt, nhất là giấc ngủ rất là sâu, ngủ liền một đêm tới sáng luôn, rồi sáng dậy không có đau đầu nữa, rất là thông, coi như người mình thấy rất là thông suốt gì đó, nó như là hồi giờ giống như trên trời rơi xuống vậy. À, thì coi như là tới ngày hôm nay là như em trường gan được 8 ngày rồi đó, coi như là hầu như không có ngày nào bỏ hết. À, cứ coi như là mình một ngày có khi một ngày trường gan tới 2 lần, rồi một tối trước khi đi ngủ và buổi trưa sau khi ăn cơm khoảng 1 tiếng là mình cũng trường gan luôn. Rồi bắt đầu mình tập, mình học ôn lại bài thập chỉ liên tâm rồi đó, mình truyền gan. Thì tới giờ là cũng như mình đi ra ngoài đường xe cộ, mặc dù hồi trước đó, mà đi ra xe cộ đông á, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng hết. Nhưng mà mình truyền gan rồi mình tập cái thập chỉ liên tâm á, thì con người đi ra coi như mình thấy rất là thoải mái. Xe giờ có tài có bao nhiêu nhiều mấy nữa, mình thấy thoải mái, đi tới lớp rồi mình thấy rất là thông suốt gì đó, học rồi nghe giảng rồi nó dễ hiểu lắm. Trường gan của nó có cái hay vô đó gì á. Nghe đồn còn có bị ngứa gì không? Ừ. Đó, nghe có bị ngứa gì không? Dạ không, đúng có, cô nói cái chỗ ngứa là có. Lúc với 1-2 ngày đầu là nó ngứa cái vùng mông mình, tới cái bắp đùi. Còn như mấy ngày sau tự nhiên sang ngày 2, ngày 3 đó, tới giờ luôn không thấy có ngứa gì hết trơn luôn á. Nó bình thường luôn, không có còn ngứa gì nữa, ngủ đêm tới sáng, ngủ hoặc ho gì đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.